Đây là câu để lấy câu cuối cùng trong đề thi và đây chính là câu để lấy điểm 10. Tuy nhiên thì câu này cũng không có gì phức tạp. Thì nếu mà chúng ta gọi x là chi phí hàng tháng của mỗi sinh viên học đại học với cái đơn vị là triệu đồng trên tháng, thì chúng ta có được cái theo đề bài cho thì x sẽ là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn với cái trung bình nguy nó bằng 3 và sigma bình tức phương sai nó bằng 0,5 bình phương. Độ lệch chuẩn tức là sigma và bằng 0,5. Khi đó x ta có được x ngang, lúc này nó là chi phí trung bình hàng tháng của 100 sinh viên. Khi đó thì theo cái công thức thì chúng ta có được cái E tức là cái trung bình của x ngang, lúc này nó chính là cái kỳ vọng x ngang, lúc này nó chính bằng nguy và bằng 3. Thế còn cái phương sai của x ngang thì chúng ta sẽ được tính theo công thức, đấy là 0,5 bình phương mà chia cho 100 và lúc này nó được 0,0025. Và từ đó thì chúng ta có được là do lấy x nó là chi phí trung bình của trung bình hàng tháng của 100 sinh viên, mà cái biến ngẫu nhiên gốc của nó là biến x, nó tuân theo quy luật phân phối chuẩn nên là biến x ngang lúc này nó cũng tuân theo quy luật phân phối chuẩn với cái trung bình chính bằng 3 và cái phương sai nó chính bằng là phương sai của x ngang lúc này nó bằng là 0,0025. Khi đó thì chúng ta do là x ngang tuân theo quy luật phân phối chuẩn nên là cái biến u mà chúng ta đặt là x ngang trừ đi nguy của x ngang chúng ta để là nguy của x ngang, thì khi này x ngang mà trừ đi nguy của x ngang và chia cho sigma của x ngang nó sẽ tuân theo quy luật phân phối chuẩn tắc n01. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái mức xác suất để chi phí trung bình hàng tháng của 100 sinh viên nhận giá trị nhỏ hơn 3,098 triệu đồng trên tháng. Như vậy ta có được cái mức xác suất P của x ngang nhỏ hơn 3,098 và ta biến đổi theo công thức để đưa về dạng chuẩn chuẩn tắc, thì chúng ta có được x ngang trừ đi nguy của x ngang và chia cho sigma của x ngang. Thì lúc này chúng ta sẽ biến đổi cả với 3,098 thì chúng ta có được là mu của x ngang nó bằng 3. Vậy là 3,098 trừ 3 và chia cho sigma của x ngang lúc này nó là căn của 0,0025. Và ta tính toán ra được thì cái giá trị này chúng ta đặt là u ở trên và nó tuân theo quy luật phân phối chuẩn tắc. Thế còn giá trị bên này thì chúng ta tính toán nó ra là 1,96. Như vậy thì tra cái phần thông tin bên dưới người ta cho thì ta có được đấy là u của 0,025 nó bằng 1,96. Như vậy thì cái mức xác suất ở trên nó chính bằng là mức xác suất của biến u nhỏ hơn 0,025 và lúc này nó chính bằng 1 trừ đi 0,025 và bằng vậy xác suất để chi phí trung bình hàng tháng của 100 sinh viên nhận giá trị nhỏ hơn là 3,098 triệu đồng trên tháng ấy, lúc này nó là 0,975. Thì chúng ta chú ý là ta có một công thức đấy là P của U mà nó nhỏ hơn U alpha ấy, thì lúc này nó chính bằng 1 trừ alpha. Thì ta áp dụng công thức này chúng ta tính toán trong bài thi.